tuổi trẻ này, bạn đang làm những cái gì thế? Bạn có đang là người may mắn tận hưởng những năm tháng tuổi trẻ vô ưu vô tư? Hay là bạn đang trải qua những ngày tháng buồn lo mải miết khi tuổi trẻ đang dần qua mà không biết rằng mình đang có gì ở trong tay? Rồi chúng ta sẽ cần làm gì đây để chuẩn bị cho một mai khi tuổi trẻ hết hạn, để ta không chơi vơi chật nhịp trong một thế giới rộng lớn và khó khăn hơn? Mình đã từng là một đứa trẻ ghét sự chăm chỉ trong những năm tháng cấp 2 và cấp 3. Mình nghĩ một trong những nguyên do đó có thể chính là mỗi khi mình nhìn vào mẹ mình làm việc lao lực những ngày đấy, mình đã ám ảnh một phần nào. Thế là mình như đã tạo một lời hứa với bản thân mình rằng mình sẽ không làm việc đến nỗi ngã bệnh như thế. Mình đã nghĩ là mình nhất định sẽ theo chủ nghĩa kiếm được nhiều tiền nhưng mà không cần phải chăm chỉ. Sau này mình mới biết điều mà mình nghĩ là viển vông thật đấy. Chẳng có đường tắt nào cả, cũng chẳng thể không làm chăm chỉ mà vẫn có được nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta có thể lựa chọn đúng điều để mà chăm chỉ làm, để có một tuổi trẻ vừa vui, vừa có ích, vừa làm nền tảng tốt cho tương lai. Chọn đúng điều để mà chăm chỉ là quan điểm về cách sử dụng tuổi trẻ của tác giả Vibani, chia sẻ qua bài viết Khi còn trẻ, chúng mình nên làm gì, được đăng tải trên website của Spider Room. Vậy những điều đúng đắn mà tác giả đang nói tới là gì? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Tuổi trẻ không nên có quá nhiều thời gian rảnh. Năm tháng cấp 3 kết thúc, thời điểm đại học đã tới. Mình đỗ vào ngôi trường yêu thích. Năm nhất tràn đầy những điều mới mẻ, mọi thứ thì thật hứng khởi, cho đến khi nó không còn hứng khởi như thế nữa. Năm thứ 2 của đại học, mình bắt đầu cúp học triền miên. Bây giờ nhìn lại, đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời mình. Mình không có bạn trong lớp, mình đang mắc kẹt trong mối quan hệ toxic. Bố mẹ mình sắp ly dị, mình không biết tương lai mình muốn làm gì. Đêm đến là mình lại bật khóc, mình chỉ muốn nằm ở trên giường và xem phim thôi. Mình đã cảm giác rằng ngày hôm nay cũng giống như là ngày hôm qua thôi. Cuộc sống cứ như một vòng lặp chết tiệt, lặp đi lặp lại một cách thảm hại. Đây cũng là quãng thời gian mình để bản thân mình rảnh rỗi quá mức. Bộ phim mình xem lúc đấy chính là bộ sitcom How I Met Your Mother kinh điển của Mỹ. Mình cày hết một lượt 9 mùa rồi lại cày lại, xem nhiều đến nỗi thuộc lòng cái lời thoại của phim, nhớ được cảnh tiếp theo là cảnh gì. Mọi người trong phim mình nhớ kỹ, cứ như là nằm trong chính lòng bàn tay của mình vậy. Và lần đầu tiên trong khoảng thời gian ấy, mình quyết định rằng mày phải tận hưởng ngày hôm nay, cho dù nó có tệ hại hay là thú vị đi chăng nữa. Mày không thể ở trong cái vùng an toàn ấy mãi được, đi ra ngoài đi. Năm đấy, cho dù đã rớt sạch môn của học kỳ 1, mình bắt đầu đăng ký học lại tất cả. Mình đi đăng ký 2 câu lạc bộ tiếng Anh ở trong trường, một câu lạc bộ ở trong quận. Thời gian biểu của mình bắt đầu kín bằng những buổi tụ họp câu lạc bộ, chạy sự kiện, đi làm thêm, đi tình nguyện, đi chơi với bạn bè, đi hội chợ cuối tuần. Nếu mà nói vui thì lúc đấy mình không còn chán đời, vì mình không có thời gian để mà chán đời nữa. Đấy là bài học số 1 của mình: tuổi trẻ không nên có quá nhiều thời gian rảnh. 2. Đọc thật nhiều sách. Một trong những thói quen mà mình nghĩ đã tác động đến mình nhiều nhất đó chính là đọc sách. Một trong những cuốn sách có thể gọi là giúp mình đạt đến cảnh giới hay là giúp mình thực sự thức tỉnh, có lẽ là cuốn mà mình tạm dịch là Người Siêu Nhạy Cảm của cô Eleni Aaron. Trong lúc đọc, mình thi thoảng lại khóc vì thấy bản thân mình đang quá liên quan đến các dấu hiệu của một người siêu nhạy cảm. Và từ đấy mình nhận ra là vấn đề của mình cũng có người khác mắc phải. Mình không cô đơn và mình có thể học cách để thích ứng với thế giới này. Mình là một đứa rất nhạy cảm. Cảm giác như là mọi thứ người khác nói, nếu mà gây tổn thương mình thì mình sẽ nghĩ về nó rất nhiều. Mình sẽ khóc, dễ giật mình vì những tiếng động lạ. Ngày ấy, mỗi lần mình đứng thuyết trình ở trước lớp ở đại học thì lần nào mình cũng khóc vì quá lo lắng. Có một lần, trước buổi chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh thì mình sợ quá, trốn ra cầu thang ngồi, tay cầm điện thoại gọi cho bạn trai, nước mắt giàn giụa, miệng lẩm bẩm: "Anh ơi,
em sắp thi rồi, em run quá. Thì hắn ta chỉ nói một từ: ừ. Lúc đấy tủi thân lắm. May mà bây giờ mình không quen người đấy nữa rồi. Nếu mọi người hỏi thi thuyết trình còn sợ quá sợ trời như vậy thì làm sao mà mình lọt vào được vòng chung kết? Thì đó là do 3 vòng trước toàn thi nói một mình với một giám khảo. Nhưng mà nhờ có việc đọc cuốn sách Người siêu nhạy cảm mà mình cảm thấy hiểu rõ bản thân mình hơn. Cảm thấy những điểm yếu đó không còn là điểm yếu nữa, mà là một siêu năng lực giúp mình thẩm thấu thế giới này một cách sâu hơn và tận dụng nó. Thế nên mình nghĩ là khi còn trẻ, khi mình chưa biết được mình phải làm gì trong cuộc đời này, rằng nhận ra bản thân mình chưa thực sự giỏi điều gì, hãy đọc sách. Đọc để biết những người khác trải qua cuộc đời như thế nào, quan điểm sống của họ ra sao. Đọc để nuôi dưỡng tâm hồn bản thân, để biết rõ hơn bản thân mình là ai, nên thử đi con đường nào. Và sau đấy, hãy bước ra thế giới thực và quyết định cái điều mình cần phải làm tiếp theo là gì. Thứ ba, tìm kiếm những thứ mình giỏi và hãy mài giũa nó. Mình là một đứa thích quan sát và thích tìm hiểu về mọi thứ, đặc biệt là con người. Một trong những câu mình đã từng luôn tự nhủ bản thân là hãy luôn tò mò về vạn vật mỗi phút mỗi giây. Khi ra trường đại học rồi, mình vẫn phải tự tìm tòi ở trên Internet, tự sách mình đi học thêm rất nhiều thứ. Học vẽ màu nước, vẽ chì, vẽ kỹ thuật số, học đàn, học lập trình, mở cửa hàng online, học làm web, học sale, học chạy quảng cáo, học thêm nhiều loại ngoại ngữ khác nữa. Một số kỹ năng mình thành công và đang duy trì, nhưng mà một số mà mình không thấy triển vọng, không hợp với bản thân thì mình loại bỏ nó mà không hề thương nhớ. Ví dụ như là khi học lập trình, học được một tháng online thì mình thấy đau lưng quá, mắt cảm thấy không ổn nên là mình dừng luôn, xin hoàn tiền gói năm lại. Cho đến hiện tại, mình đang làm YouTube và phải nói nó đem lại rất nhiều cảm giác đong đầy ở trong mình. Những điều mình muốn truyền tải và giúp ích người khác, mình đã có thể gói gọn và đem làm thành video để lan tỏa. Về mặt thực tế mà nói, mình đã bật được nút kiếm tiền tại kênh và được một số bên liên hệ để hợp tác làm video. Kênh tuy nhỏ, tiền chưa to, nhưng mình biết đây là nơi mình sẽ cố gắng vì nó dài dài. Để bắt bản thân mình làm YouTube sớm hơn, từ hồi học đại học thì mình xin bỏ chạy. Vì lúc đấy, mình là một đứa nói tiếng Việt không hay, không biết diễn đạt ý, sợ nói chuyện với người khác. Nhưng bằng một cách nào đấy, những kỹ năng mình đã học, đã tích tụ lại đã giúp cho mình rất nhiều. Và nhờ có những kỹ năng đấy, trong năm 2022, mình đã mạnh dạn quyết định làm thử YouTube. Trong đó, các kỹ năng mình học được phát huy như sau. Kỹ năng vẽ kỹ thuật số giúp cho mình vẽ ảnh bìa video và vẽ ở trong video. Kỹ năng viết blog giúp cho mình viết kịch bản nhanh hơn, dễ diễn đạt ý của mình hơn. Kỹ năng học nhanh giúp cho mình tự mò trên Internet để học edit, học quay, chỉnh sửa phông nền, vân vân và mây mây. Trong cuốn Bản chất dối trá của bác Dan Ariely, một giáo sư tâm lý học và hành vi kinh tế, bác có nhắc đến một câu như sau: trên đời này, chỉ có những người đơn giản là may mắn thôi. Thì công thức bác đưa ra là như thế này: có, những người may mắn có xu hướng thử nhiều thứ hơn, một cách thường xuyên hơn, và càng thử nhiều, họ sẽ càng thành công nhiều hơn. Hơn nữa, họ cũng rất nhanh chóng cắt bỏ đi những con đường xem ra là không thành công mấy và tập trung vào những con đường có triển vọng. Nhân dịp gần đây ChatGPT đang khá nổi, mình qua trang Huberman AI mới nhắn tin hỏi bác Huberman rằng: giáo sư khoa sinh học thần kinh và nhãn khoa ở trường y Stanford, một trong những ngôi trường danh giá nhất của nước Mỹ, là những người trẻ nên tập trung vào điều gì? Thì xin mượn lời của bác Huberman làm câu kết cho video này, mình xin tạm dịch: nếu bạn đang còn trẻ, hãy cố gắng học thật nhiều về thật nhiều thứ, và tôi khuyên bạn nên học chuyên sâu về một thứ gì đó. Và hy vọng trước năm 30 tuổi, hy vọng là trẻ hơn thế, bạn biết được điều gì khiến cho bạn phấn khởi, và hãy cố gắng trở nên thật giỏi khi làm điều đó và dùng chính nó để khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Spider Room để đón xem những video thú vị hơn nữa, và còn là để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Chúc mọi người có một hành trình tuổi trẻ thật vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!